Không mấy cũng phải đặt vật này trong nhà để xua đuổi ma quỷ trong tháng cô hồn. Xem ngay để biết rõ. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người Việt xưa thì vào tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn xã quỷ, âm khí ngút trời khiến cho đời sống của con người ở nơi dương thế bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà vào thời điểm này, nhiều người thường lựa chọn cho mình vật phẩm để trưng bày trong nhà, giúp chấn trừ tà khí, cải thiện tài vận, hóa giải tai ương, xui xẻo, tránh bị ma quỷ, phiền hà quấy nhiễu. Điều đặc biệt hơn là công năng của những vật phẩm này đã được nhiều người công nhận từ hàng ngàn năm về trước. Vậy nên, quý vị hãy cân nhắc để lựa chọn cho mình vật phẩm phù hợp nhất giúp tăng cường vận may cho gia đạo trong tháng cô hồn. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Vật phẩm đầu tiên chính là tỷ hưu khai vận, hốt trọn lộc trời, hóa giải sát khí. Chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với tỷ hưu. Tỷ hưu phong thủy từ lâu đã trở thành linh vật chiêu tài lộc bậc nhất, mang lại may mắn, giàu có cho chủ nhân. Hơn thế, theo phong thủy, tỷ hưu là con của rồng, thần thú mang sức mạnh của vũ trụ. Tỷ hưu vì vậy mang quyền năng triệt tiêu những nguồn năng lượng xấu xa, xâm nhập vào cuộc sống của gia chủ. Tỷ hưu ngoài việc giúp cho gia chủ bình yên, tai qua nạn khỏi trong tháng cô hồn, còn có những ý nghĩa phong thủy như sau. Hóa giải những vận mệnh xấu, điểm tai ương sắp xảy đến, mang lại tài lộc, hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy, theo huyền không phi tinh. Khi nó vào nhà sẽ mang đến những điều bất lợi cho thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Ngoài ra, tùy theo màu sắc thì tỷ hưu cũng có những công dụng khác nhau, như tỷ hưu màu xanh giúp công danh sự nghiệp hanh thông, đường quan lộ rộng mở. Tỷ hưu màu trắng mang lại sức khỏe dồi dào, dù có bệnh nặng cũng tai qua nạn khỏi. Ngoài ra, tỷ hưu còn phù trợ đường tình duyên, mang lại hạnh phúc cho chủ nhân. Bạn hãy lựa chọn cho mình một linh vật tỷ hưu phù hợp để bày trong nhà vào tháng cô hồn. Tỷ hưu tốt nhất cần phải được khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ để phát huy công năng phong thủy tốt nhất, giúp hóa giải tà khí, thôi thu tài lộc, may mắn cho gia chủ. Đứng ở vị trí thứ hai là minh quang pháp bảo. Trong các vật phẩm phong thủy thì có lẽ các pháp khí phong thủy của nhà Phật chính là vật phẩm được nhiều người tín nhất và lựa chọn để mang theo bên mình hoặc tặng cho người thân trong các dịp lễ Tết. Minh quang pháp bảo được biết đến như một trong những vị thần hộ mệnh. Với kết cấu bằng bạc S990, bên trong có viên cầu pha lê. Trong cầu pha lê có khắc hình tượng của nhà Phật kèm theo bài thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bên ngoài là các họa tiết của Phật môn giúp cho người đeo mang đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn, giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Minh quang pháp bảo vừa là vật phẩm phong thủy, cát tường lại có ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Trong tháng cô hồn, những hình tượng của nhà Phật sẽ càng phát huy tác dụng tốt nhất, giúp chủ nhân gặp sự hóa lành, tai qua nạn khỏi, rất phù hợp với những người thường xuyên phải đi ra ngoài, đi công tác hoặc làm việc. Vì thế nên minh quang pháp bảo là lựa chọn hàng đầu để đạt được những nhiệm màu tốt đẹp. Tại phong thủy Gia Cát, minh quang pháp bảo cùng các vật phẩm phong thủy được khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt nên sẽ mang lại công dụng tốt nhất, phù trợ cho gia chủ. Vị trí thứ ba là các vật phẩm phong thủy có biểu tượng rùa. Chắc hẳn bạn cũng từng nghe về truyền thuyết Long, Ly, Quy, Phụng, dù là một trong tứ linh mang lại điểm lành và là nhiều vật phẩm mang về tài lộc. Vì thế, sử dụng các vật phẩm phong thủy có biểu tượng rùa luôn được xem là một bùa cầu an, cầu may cho chủ nhân. Đặc biệt trong tháng cô hồn, khi âm khí mạnh, vong hồn, ám ngữ dân gian, thì những người yếu vía rất dễ bị quấy nhiễu, gặp điều chẳng lành. Chính vì thế nên các chuyên gia phong thủy khuyên mỗi người nên mang bên mình một vật phẩm phong thủy có biểu tượng rùa để được bình an, may mắn. Các gia đình có biểu tượng rùa hoặc các vật phong thủy có biểu tượng này án ngữ ngay cửa, đặt trên bàn làm việc, bàn thờ thần tài hoặc trên kết sắt để ngăn cản các vong hồn xâm nhập vào ngôi nhà của mình nhằm bảo vệ các thành viên trong gia đình. Tùy vị trí đặt để và tuổi của từng người, sẽ có pháp khí và khai quang trì chú cũng không giống nhau. Các bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vật phẩm phong thủy hóa sát thứ tư nên bày trong nhà là song ngọc long ấn.
Đây là một trong những vật phẩm đề trấn và kích đường quan vận nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa và các triều đại phong kiến Việt Nam. Song Long Ngọc Ấn là một pháp khí hộ thân, trấn trạch, trừ tà. Nó mang một biểu tượng mang tới sức mạnh, sự quyết liệt và cả tinh thần quả cảm, có thể chống lại những thế lực yêu ma, quỷ quái của thế giới cõi âm. Bạn có thể bài trí Song Long Ngọc Ấn này trong nhà để ngăn chặn mọi tà khí. Song Long Ngọc Ấn được thiết kế bằng ngọc pha lê, bên trên sử dụng hổ phách để chạm trổ hai con rồng quấn lấy viên ngọc Minh Châu. Mà rồng theo truyền thuyết là vua của các loài vật, mang linh khí của đất trời nên mọi yêu ma quỷ quái khi thấy đều phải bỏ chạy. Không những để trấn trừ yêu ma, Song Long Ngọc Ấn còn là pháp khí phong thủy, kích hoạt được quan vận và tài vận. Nếu con đường sự nghiệp của bạn gặp nhiều trắc trở, có cơ hội thăng tiến, nhưng đến lúc quyết định lại bị rơi vào tay người khác, thì rất có thể trong bát tự của bạn còn thiếu ấn, vậy nên con đường quan vận sẽ được không thông. Bởi vậy, bạn cần đặt một chiếc ấn trên bàn làm việc của mình để kích hoạt con đường quan vận, công danh sự nghiệp, bảo vệ cho người chủ của gia đình, tránh xa tà ma đeo bám, mang lại tài lộc đến cho mọi người. Vật phẩm thứ 5, gương bắt quái tinh cầu. Trong số các vật phẩm phong thủy xua đuổi tà khí, gương bắt quái tinh cầu luôn mang biểu tượng của điềm lành, sự thành công, danh tiếng, sức khỏe và sự trường thọ lâu dài. Nhà nào mà treo gương bắt quái tinh cầu trước cửa thì nhà ấy sẽ thấy được bình an. Trong tháng 7 cô hồn, khi Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan cho các vong hồn về lại dương thế tụ họp với người thân hoặc để thực hiện những mong cầu thực hiện còn đang bị dở dang. Không ít trong số đó mang nhiều tà niệm nên quấy phá dương gian. Vậy nên cho trước cửa nhà mình một chiếc gương bắt quái tinh cầu là cách tốt nhất để bảo vệ cho gia đình nhà mình được bình an, may mắn trong tháng cô hồn. Gương bắt quái tinh cầu được các pháp sư chế tạo bằng gỗ đào, mà đào mộc là một loại gỗ chuyên để kỵ tà ma. Ở chính giữa gương có một gương cầu lỗi. Xung quanh gương cầu lỗi có 8 quẻ quái. Thiên thiên dùng để trấn trạch, 8 quẻ đó là càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn và khôn. Khi gương bắt quái tinh cầu được khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, không những trấn trừ được tà ma mà còn là pháp khí phong thủy trấn trạch, hóa giải nhà không hợp hướng, hóa giải nhà đối diện với hình thế phong thủy xấu như đối diện bệnh viện, bãi tha ma, đình, đền, miếu mạo, bãi rác cùng các nơi có nhiều âm khí. Đây là pháp khí phong thủy hàng đầu treo trước cửa nhà đã được cha ông ta truyền lại từ ngàn đời nay. Vậy nên quý vị hãy thỉnh ngay một chiếc gương bắt quái tinh cầu đã được khai quang, trì chú theo tuổi của mình để giữ cho gia đạo bình an. Quý vị thân mến, muốn căn nhà của mình luôn tràn ngập vượng khí để đón mời thần tài chiếu cố trong tháng cô hồn. Bên cạnh việc đặt các vật phẩm mang ý nghĩa may mắn trong nhà, thì bạn cũng nên sắp xếp nhà cửa sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt lưu ý rằng, nếu như trong ngôi nhà của bạn đang có những vật xui xẻo dưới đây, thì hãy loại bỏ ngay lập tức, kẻo sức lấy tai họa vào thân, vận hạn triền miên. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là đồ cổ, đồ tùy táng không rõ nguồn gốc. Theo quan điểm phong thủy nhà ở, các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồ tùy táng, mai táng theo người chết đều chứa âm khí rất nặng, không hề tốt về mặt phong thủy. Việc sưu tầm đồ cổ quý hiếm vừa là sở thích, không hề tốt, đam mê, thể hiện đẳng cấp, giàu có hay sự am hiểu lịch sử, nếu điều đó là tốt. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại, đều là người đã khuất, bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm. Là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí hãm hại gia chủ. Bất luận thế nào, để những đồ vật cũ không rõ lai lịch trong nhà đều không tốt, có thể phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà. Thứ hai là các loại vũ khí, dao kiếm sắc nhọn. Không hiếm người thích sưu tầm vũ khí, dao kiếm và trưng bày chúng trong nhà như một thú vui. Tuy nhiên họ không ngờ rằng đây là những đồ vật có sát khí vào nhà rồi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của gia chủ hoặc gây ra những điều xui xẻo không như mong muốn. Bài trí những đồ vật này trong nhà lâu sẽ khiến tinh thần người sống trong đó hoảng loạn, nhiều áp lực nghiêm trọng, còn gây hoang mang, lo lắng tinh thần. Mất ăn, mất ngủ, sức khỏe giảm sút, kèm theo đó tài vận cũng không lý tưởng. Thứ ba, Phật tượng không rõ nguồn gốc. Bày tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần tuân thủ những quy tắc nhất định. Bởi bản thân Phật chứa linh khí,
Một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính. Một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng, rước họa vào thân. Vì thế, trước khi có ý định bài trí tượng Phật trong nhà, nên tìm hiểu rõ ràng lai lịch, ý nghĩa của vị Phật ấy. Mỗi vị Phật lại chứa những năng lượng khác nhau hợp với mệnh chủ này, nhưng lại khác với mệnh chủ khác. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mái ấm của mình luôn tràn đầy vượng khí, phúc lộc, dồi dào. Nhất là trong tháng cô hồn, thì việc sắp xếp lại các yếu tố phong thủy nhà ở, trưng bày các vật phẩm tốt lành sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả gia đình. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không chọn ngay cho mình một linh vật phù hợp nhất? Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo vật phẩm trừ tà, minh quang pháp bảo do thầy Gia Cát chế tác, khai quang, chỉ chú theo pháp khí của đạo gia để có thể hóa giải xui xẻo trong cuộc sống và xua đuổi tà ma chính khí. Quý vị hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật được những video mới nhất từ ban biên tập của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.